Amino acid. Một nhỏ khái niệm. Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chất chứa đồng thời nhóm carboxin, COH và nhóm amino NH2. Các amino acid cần nhớ. Thứ nhất, NH2 CH2 COH. Đây là glycine. Thứ hai là NH2 CH4 COH. Đây là alanin. Thứ ba là NH2 CH4 8 COH. Đây là valin. Tư là NH2 2 lần C5H9 COH. Đây là lysine. Và cuối cùng nó là NH2 C5COH tất cả hai lần. Đây là acid glutamic. Công thức tổng quát của amino acid đó là NH2 ít lần RCOH y lần. Nếu ít lần y tức là nhóm NH2 nhiều hơn nhóm COH, hay nói khác là tính bazơ nó mạnh hơn. Do đó, amino acid có ít lân y tức là nhóm NH2 nhiều hơn nhóm acid thì nó sẽ làm quỳ tím quá xanh. Nếu ít nhỏ hơn y tức là nhóm NH2 nó ít hơn nhóm COH, hay nói khác là tính bazơ nó bé hơn tính acid. Khi đó, amino acid này có ít bé hơn y tức là nhóm COH nó nhiều hơn nhóm NH2 thì sẽ làm quỳ tím quá đỏ. Tính chất khoa học. Tác dụng của axit ta có NH2RCOH cộng HCl, nó cho lại là NH3CLRCOH. Thứ hai là tác dụng với bazơ, NH2RCOH cộng NaOH, nó cho lại NH2RCOOH cộng H2O. Ta có là amino acid nó vừa tác dụng với HCl, nó vừa tác dụng với NaOH, cho nên nó có tính lượng tính. Ví dụ 1, cho agam NH2RCOH tác dụng với HCl vừa đủ thu được mg muối, xác định công thức phân tử của amino acid. Câu A là cho 22,5g amino acid tác dụng với HCl vừa đủ thu được 33,45g muối. Câu B là cho 46,8g amino acid tác dụng HCl vừa đủ thu được 61,4g muối. Giải, ta có công thức của amino acid là NH2RCOH, đây là theo giả thiết. Và phương trình phản ứng với HCl, NH2RCOH cộng HCl cho là NH3CLRCOH. Ở đây ta áp dụng định luật của tổng khối lượng, ta tính được khối lượng HCl. Khối lượng HCl bằng khối lượng của muối trừ khối lượng amino acid. Có khối lượng HCl ta sẽ tìm được số mol của HCl. Nó là 0,3. Ta lấy khối lượng của muối trừ cho khối lượng amino được khối lượng HCl, và có khối lượng HCl ta chia cho 36,5 ta được số mol của nó là 0,3. Có số mol HCl ta kéo về số mol của amino acid. Thì khối lượng của amino acid thì nó bằng số mol nhân mà lớn. Khối lượng của amino acid là 22,5, số mol của nó là từ HCl là 0,3 ta kéo về là 0,3. M lớn của amino acid đây là NH2RCOH, nó là R cộng cho 61. NH2COH đây là 61. Ta bấm máy chương trình này, ta tìm được L nó bằng 14. 14 là CH2. Vậy, công thức của amino acid nó là NH2 CH2 COH. Câu B, cho 46,8g amino acid NH2 RCOH tác dụng với HCl vừa đủ thu được 61,4g muối, xác định công thức phân tử của amino acid. Ta có phương trình phản ứng NH2RCOH cộng HCl cho lại NH3CLRCOH. Áp dụng định luật của tổng khối lượng, ta có khối lượng của amino acid cộng khối lượng HCl, nó cho là khối lượng muối.
ta sẽ suy ra khối lượng HCl bằng khối lượng muối trừ khối lượng amino acid. Có khối lượng HCl ta tính được số mol của nó là 0,4. Có số mol HCl ta kéo về số mol của amino acid là 0,4. Ta có khối lượng của amino acid thì bằng số mol nhưng mà lớn. Khối lượng của amino acid là 46,8. Số mol của nó là 0,4 do số mol HCl ta kéo về. M lớn của amino acid ở đây là NH2RCOH, chính là R cộng 61. Ta bấm máy phương trình này tìm được R bằng 56. 56 là C4H8. Vậy công thức của amino acid là NH2C48COH. Ví dụ 2, cho agam amino acid NH2RCOH tác dụng với NaAH vừa đủ thu được M gam muối, xác định công thức phân tử của amino acid. Câu A là cho 13,5 gam amino acid tác dụng với NaAH vừa đủ thu được là 17,46 gam muối. Câu B cho 35,1 gam amino acid tác dụng với NaAH vừa đủ thu được 41,7 gam muối. Giải. Theo giả thiết ta có công thức của amino acid đó là NH2RCOH và phản ứng hóa học NH2RCOH cộng NaOH cho là NH2RCONa cộng cho nước H2O. Ở đây ta gọi số mol của NaOH phản ứng là ít, hoặc là ta gọi số mol của amino acid phản ứng là ít thì ta kéo lại số mol của NaOH là ít và kéo qua số mol của nước là ít, thì ta áp dụng điều toàn khối lượng là khối lượng của amino acid cộng khối lượng NaOH nó bằng khối lượng muối cộng khối lượng nước. Ta gọi số mol của amino acid là ít thì ta kéo lại số mol NaOH là ít và kéo qua số mol của nước là ít, và ta áp dụng điều toàn khối lượng thì ta sẽ tìm được ít. Ta tìm được ít là 0,18 và ta có khối lượng của amino acid thì bằng số mol nhưng mà lớn, số mol của nó là ít, là ta mới giải xong là định lượng bảo toàn khối lượng là 0,18. Ta có khối lượng của amino acid là 13,5, nó bằng 0,18 nhưng m lớn của nó là NH2RCOH, nó là R cộng 61, thì ta sẽ tìm được R14. 14 là C2. Vậy công thức của amino acid nó là NH2C2COH. Tương tự câu B, ta có là cho 35,1 gam amino acid tác dụng với NaAH vừa đủ thu được 41,7 gam muối. Giải, ta có phương trình NH2RCOH cộng NaOH cho là NH2RCONa cộng nước. Ta gọi số mol của amino acid phản ứng là ít và ta kéo lại số mol NaOH là ít và số mol nước là ít. Thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng của amino acid cộng cho khối lượng NaOH nó bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của nước. Ta giải phương trình này, ta sẽ tìm được ít. Và khối lượng của amino acid thì nó bằng là số mol nhưng mà lớn. Ta mới giải là ít là 0,3. Thì khối lượng của amino acid là 35,1, nó bằng 0,3 nhưng M lớn của nó là NH2RCOH, nó là R cộng 61. Thì ta giải, ta bấm máy, ta tìm được R bằng 56. 56 là C4H8. Vậy công thức của amino acid nó là NH2C4H8COH. Ví dụ 3, cho amon amino acid cộng với 200ml dung dịch HCl có nồng độ là K, M, thu được M gam muối, xác định công thức phân tử của amino acid. Câu A là cho 0,16 mol amino acid tác dụng với 200ml dung dịch HCl có nồng độ là 0,8 M, thì thu được 29,36 gam muối.
Câu B là cho 0,2 mol amino acid tác dụng với 200 ml dịch HCl có nồng độ là 2m thì thu được 43,8 gam muối. Xác định công thức phân tử của amino acid. Giải. Ta gọi công thức của amino acid nó là NH2X lần RCOH tất cả Y lần. Ta có X thì bằng số mol của HCl chia số mol của amino acid. Thì nó bằng 0,16 chia 0,16 bằng 1. Vậy cái amino acid này nó có một nhóm NH2. Vậy công thức của nó là NH2RCOH tất cả Y lần. Ta có phương trình hóa học NH2RCOH tất cả Y lần cộng HCl nó cho là NH3CNRCOH tất cả Y lần. Thì ở đây ta có là số mol của amino acid nó bằng là 0,16 mol. Có khối lượng thì bằng số mol nhưng mà lớn. Khối lượng của amino acid là ta lấy khối lượng của muối ta trừ khối lượng HCl thì nó là được khối lượng của amino acid. Nó là 23,52. Khối lượng thì bằng số mol nhưng mà lớn, số mol là 0,16 nhưng mà lớn của nó là NH2RCOH tất cả Y lần, tức là 16 cộng R cộng 45 Y. Thì ở đây ta cho Y chạy từ 1 tới 4, ứng với Y bằng 1 ta tìm được R bằng 88, Y bằng 2, R bằng 41, Y bằng 3, R bằng 84. Với R là phải là số dương. Và ở đây ta thấy chỉ có Y bằng 2, R bằng 41 là thỏa công thức. Vậy công thức của amino acid nó là NH2, 41 là C3H5. Vậy công thức của amino acid nó là NH2C3H5COH tất cả 2 lần. Câu B, cho amon amino acid tác dụng với dung dịch HNaOH có nồng độ 2m thu được 33,3 gam muối. Xác định công thức phân tử của amino acid. Ta gọi công thức của amino acid đó là NH2X lần RCOH Y lần. X nó sẽ bằng số mol của HCl chia số mol của amino acid thì nó bằng 0,4 chia 0,2 bằng 2. Từ đây ta sẽ có được là công thức của amino acid đó là NH2 2 lần RCOH tất cả Y lần. Và phương trình phản ứng hóa học nó là NH2 2 lần RCOH Y lần cộng với HCl nó cho là NH3CL tất cả 2 lần RCOH Y lần. Ở đây ta lấy khối lượng của muối ta trừ khối lượng của HCl thì nó là khối lượng của amino acid. Khối lượng amino acid ta tìm được là 29,2. Khối lượng thì bằng số mol nhưng mà lớn. Đây là khối lượng của amino acid là 29,2, nó bằng số mol của nó là 0,2. Nhưng mà lớn là NH2 tất cả 2 lần, RCOH tất cả Y lần, tức là nó là 32 cộng R cộng 45 Y. Thì ta cho Y chạy từ 1 tới 4. Ứng với Y bằng 1 thì tìm được R bằng 69, Y bằng 2, R bằng 24, Y bằng 3, R bằng âm 21, nhân dân. Thì đây chỉ có Y bằng 1, R bằng 69 là nó thỏa công thức. Vậy công thức của amino acid nó là 69 là C5H9. Vậy công thức của amino acid nó là NH2 tất cả 2 lần C5H9 COH. Ví dụ 4, cho amon amino acid tác dụng với 300 ml dịch NaOH có nồng độ là KM, thu được M gam muối. Xác định công thức phân tử của amino acid. Câu A là cho 0,12 mol amino acid tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH có nồng độ là 0,8 m, thu được 22,92 gam muối. Câu B là cho 0,36 mol amino acid tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH có nồng độ là 1,2 m, thu được 60,48 gam muối. Xác định công thức phân tử của amino acid. Giải. Ta gọi công thức của amino acid đó là NH2X lần RCOH Y lần. Ta có Y nó bằng số mol của NaOH chia cho số mol amino acid.
thì nó bằng 0,24 chia 0,12 thì bằng 2. Vậy ta có công thức của amino acid, nó là NH2X lần RCOH tất cả hai lần. Phương trình phản ứng NH2X lần RCOH tất cả hai lần cộng cho NaOH cho là NH2X lần RCOONa tất cả hai lần cộng cho nước. Cân bằng hệ số NaOH là 2 và nước là 2. Thì ta áp dụng định luật tổng khối lượng, ta sẽ tính được khối lượng của amino acid nó là 17,64 gram, do ta có số mol của NaOH là 0,24, ta kéo vào số mol nước là 0,24. Thì áp dụng định luật tổng khối lượng, ta có khối lượng của muối cộng khối lượng nước trừ khối lượng NaOH phản ứng thì nó là khối lượng amino acid. Khối lượng amino acid ta tìm được là 17,64 gram. Khối lượng thì bằng số mol nhân mặt lớn. 17,64 bằng 0,12 nhân mặt lớn của nó là NH2X lần RCOH tất cả hai lần. Thì nó là 16X cộng R cộng 90. Đây ta cho X chạy từ 1 tới 4. Ứng với X 1 ta tìm được R bằng 41, X bằng 2 R 25, X bằng 3 R bằng 9 nhân dân. Thì chỉ có X bằng 1 R 41 là thỏa công thức. Vậy công thức của amino acid nó là NH2C3H5COH tất cả hai lần. R 41 là C3H5. Câu B là cho 0,36 mol amino acid tác dụng với NaOH có nồng độ là 1,2 m, thu được 60,8 gam muối. Xác định công thức phân tử của amino acid. Ở đây ta gọi công thức của amino acid là NH2X lần RCOHY lần. Thì Y đã bằng số mol của NaOH chia số mol amino acid, nó bằng 0,36 chia 0,361. Tức là công thức của amino acid nó có một nhóm COH. Vậy ta có công thức của nó là NH2X lần RCOH. Và phản ứng hóa học nó là NH2X lần RCOH cộng NaOH, nó cho là NH2X lần RCONa cộng nước. Thì ta có số mol của NaOH, ta kéo vào số mol nước, nó là 0,36 mol. Số mol NaOH là 0,36, kéo số mol nước là 0,36. Thì áp dụng định luật tổng khối lượng, ta có khối lượng của amino acid cộng khối lượng NaOH bằng khối lượng muối cộng khối lượng nước. Suy ra được khối lượng của amino acid nó là 52,56 gram. Có khối lượng thì ta có khối lượng thì bằng số mol nhân mặt lớn. Khối lượng amino acid là 52,56 gram, bằng số mol của nó là 0,36, do số mol NaOH là kéo qua là 0,36. Nhân mặt lớn của nó là NH2X lần RCOHY lần, nó là 16X cộng R cộng 45. Ta cho X chạy từ 1 tới 4 thì ta tìm được R. X bằng 1 thì R bằng 85, X bằng 2 R bằng 69, X bằng 3 R bằng 53, X bằng 4 R bằng 37. Đây ta chỉ có X bằng 2 R bằng 69 là thỏa đáp án công thức. Vậy amino acid nó là NH2 lần C5H9COH.